Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tin tức và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay tuyết tiếp tục rơi phủ trắng đỉnh Phan Xipang, Lào Cai. Đây là hiện tượng thời tiết hiếm gặp. Dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Tại Yên Bái, 4 trường hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Lục Yên tập trung chỉ đạo các thôn vận động bà con nông dân gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ. Phần cuối chương trình hôm nay, chuyên mục Lăng kính cuộc sống sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những cách làm sáng tạo của xã Hát Lư, huyện Trạm Tấu trong việc bảo vệ rừng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi trời rét đậm, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 12 đến 15 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 9 đến 12 độ C, vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết. Sáng nay, tuyết tiếp tục rơi phủ trắng đỉnh Phan Xipang, Lào Cai, tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp như trong phim cổ trang trên nóc nhà Đông Dương ngày 28 Tết. Từ hôm qua 27 Tết, hiện tượng mưa tuyết xảy ra trên đỉnh Phan Xipang, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, trong khi các tỉnh phía Bắc mới chịu tác động ban đầu của không khí lạnh, nhiệt độ chưa xuống quá thấp. Lý giải việc tại sao mưa tuyết xảy ra khi nhiệt độ chưa xuống 0 độ, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, nguyên nhân không phải do nhiệt độ xuống thấp khiến tuyết rơi vì gió mùa hiện tại mới vừa bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta. Tuy nhiên đợt gió mùa này đã gây lạnh vì hình thành tuyết ở Trung Quốc trước đó, tuyết xảy ra trên đất Trung Quốc nhưng bị gió trên cao thổi bay xuống phía Nam, khi di chuyển đến các tỉnh phía Bắc của Việt Nam thì gặp dãy núi Hoàng Liên Sơn chặn lại, làm cho tốc độ gió giảm đi khiến tuyết rơi xuống khu vực đỉnh Phan Xipang. Đây là hiện tượng hiếm gặp. Tính đến trưa nay, cả nước có thêm 7 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, 1 ca ở Hà Nội, 2 ca ở TP.HCM và đặc biệt có thêm 1 ca ở tỉnh Hưng Yên. Như vậy, tính đến trưa ngày 9 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 1.170 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 477 ca, tích lũy số ca mắc đến nay là 2.060, trong đó có 35 trường hợp tử vong. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, TP.HCM đã tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, bar, karaoke, quán nhậu, rạp chiếu phim từ 12 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2021. Tại Yên Bái, 4 trường hợp F1, trong đó có 3 trường hợp ở xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, 1 trường hợp ở xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hiện đang thực hiện cách ly tập trung, sức khỏe ổn định. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện truy vết 12 trường hợp là F1, tất cả đều có kết quả âm tính SARS-CoV-2. 593 trường hợp F2 đang thực hiện cách ly tại nhà. 529 trên 593 mẫu F2 đã lấy có kết quả âm tính SARS-CoV-2. Và 3.669 trường hợp F3 đang thực hiện theo dõi sức khỏe. Tính đến nay, toàn tỉnh đã rà soát được 2.878 trường hợp đi từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, tính từ ngày 15 tháng 1, 2021 và các địa điểm có dịch theo thông báo của Bộ Y tế về địa phương. Tính từ ngày 28 tháng 1 đến nay, toàn tỉnh đã lấy 1.292 mẫu xét nghiệm, trong đó 1.216 mẫu đã có kết quả âm tính SARS-CoV-2, còn 76 mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm. Toàn tỉnh hiện có 23 trường hợp đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà 753 trường hợp, theo dõi sức khỏe 6.231 trường hợp. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, với mục tiêu phấn đấu thực hiện gieo cấy lúa vụ xuân trong khung thời vụ và để không ảnh hưởng đến việc vui xuân đón Tết của bà con nông dân, tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đang tập trung chỉ đạo các thôn vận động bà con nông dân gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ. Vụ đông xuân năm nay toàn huyện dự kiến gieo cấy 3.400 ha lúa nước. Về cơ cấu giống, lúa lai chiếm 60%, giống lúa thuần chiếm 40% tổng diện tích gieo trồng. Nhằm đảm bảo thực hiện đúng lịch thời vụ, huyện đã xây dựng và triển khai sớm kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm nay tới các xã thị trấn. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các xã vận động người dân tranh thủ điều kiện thời tiết thủy nông thuận lợi, tiến hành lấy nước để có thời gian làm đất, vận động bà con lấy nước luân phiên để đảm bảo những ruộng ở xa cũng có nước sản xuất, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, không để diện tích hoang hóa. Với sự chủ động của ngành nông nghiệp và nông dân, dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu,
huyện sẽ hoàn thành khoảng 30% diện tích gieo cấy lúa đông xuân 2020-2021. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là thời điểm cận Tết, tuy nhiên thị trường hoa cây cảnh tại Yên Bái vẫn rất ảm đạm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sức mua giảm đáng kể so với mọi năm. Theo đó, giá các mặt hàng này cũng giảm từ 20-30%, ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái. Dọc các tuyến đường Điện Biên, Nguyễn Thái Học, đường Nguyễn Tất Thành, nhiều điểm bán đào, quất, hoa cây cảnh nói chung đã mở bán chục ngày nay, nhưng lượng người mua giảm nhiều so với mọi năm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thu nhập của người dân giảm sút nên tác động đến việc chi tiêu cuối năm. Các tiểu thương nhận định được tình hình thị trường nên họ đã chủ động nhập lượng hàng giảm đi nhưng vẫn chịu cảnh ế ẩm. Năm nay giá hoa cây cảnh đã giảm từ 20-30% so với năm ngoái. Cụ thể, giá đào cành dao động từ 100-300.000 đồng, đào cây có giá từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, quất loại nhỏ có giá từ 70-150.000 đồng một cây, cây to có giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Đặc biệt năm nay những cây đào thế, quất bonsai giá cao, ít người mua. Các tiểu thương chủ động nhập những mặt hàng bình dân có giá thấp hơn. Những lô hàng nhập cũng chủ yếu là trên địa bàn tỉnh cung cấp chứ không nhập ngoài nhiều như mọi năm. Thời tạnh mưa thì lượng khách đi đông hơn, nhưng mà số lượng người mua thì cũng không khả thi bằng năm ngoái vì năm nay nó cơ chế là dịch nhiều. Đấy. Dân chúng người ta đi mua cũng ít hơn năm ngoái. Là thực ra thì tất cả những cái người buôn bán năm nay là khó khăn. Đấy, rất là khó khăn. Bây giờ thì mình chỉ có xu thế là bây giờ hiện tại là dân bây giờ là đi mua thì chủ yếu là chờ trời tạnh. Đi mua thì mình làm sao mà xuống cái giá hợp lý nhất để cho dân đều chơi được. Đấy, đều có cây để chơi Tết và mình cũng bán được số lượng hàng nhanh nhất. Đấy, có thể chứ bây giờ cũng dịch thế này thì cũng không biết là mình tránh tình trạng là mình đi nhiều. Thị trường các loại hoa như địa lan, hoa ly, hoa cúc cũng ảm đạm. Mặc dù các tiểu thương đã hạ giá bán, thậm chí tặng chậu hoa và có chính sách miễn phí vận chuyển đến tận nhà nhưng vẫn không kéo được lượng người mua hàng. Giá hoa địa lan trung bình từ 300.000 đến 500.000 đồng một chậu, 8 đến 10 cành. Từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng 10 cành hoa ly đỏ, ly vàng. Đối với người dân do lo ngại dịch bệnh lây lan trong cộng đồng nên lượng người mua thưa thớt hoặc đến ngắm và chọn mua hàng một cách nhanh chóng, khẩn trương hơn mọi năm. Năm nay mình thấy là do dịch, người dân là kinh tế cũng kém đi. Đấy, thế nên là đi lại mua sắm là ít hơn. Thứ nhất là Yên Bái mình bao nhiêu là dịch cũng chưa có. Còn những nơi tỉnh khác thì mình nghĩ là người ta còn ít ra đào quất, đôi khi là hủy bỏ đi. Mặc dù đã 28 Tết nhưng thời điểm này thị trường hoa cây cảnh vẫn chưa sôi động trở lại. Thời tiết thuận lợi nên năm nay các loại đào, quất nở đều, đẹp như nhiều tiểu thương đang ngồi trên đống lửa do lượng hàng tồn còn nhiều. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nên người dân cũng có cách đón Tết cổ truyền đặc biệt hơn mọi năm. Thực hiện nhiệm vụ phát triển rừng tại xã Hát Lưu đã có một cách làm sáng tạo là giao một số diện tích rừng cho hội nông dân xã thực hiện. Đến nay mô hình này đang phát huy hiệu quả tốt, không chỉ góp phần bảo vệ các diện tích rừng hiện có mà còn góp phần để Hát Lưu duy trì và giữ vững danh hiệu nông thôn mới. Ngay từ sáng sớm, khoảng 20 hộ hội viên nông dân đã có mặt đông đủ ở nhà phó chủ tịch hội nông dân xã, người mang dao phát, người mang cuốc lên khu rừng nơi có 20 hecta rừng nằm trong dự án làm giàu rừng để chăm sóc. Toàn bộ diện tích này đã được trồng từ tháng 7 năm 2020 với tổng số 10.000 cây giống là pơ mu và cây re hương. Ai cũng rất hăng hái, phấn khởi làm việc. Tôi thấy là trồng rừng này là rất là có ích, có lợi cho bà con nhân dân chúng tôi, là giữ đất, giữ nước này, cho cây phát triển, cho bà con phát triển sản xuất, này, cho gia đình và cho xã chúng tôi. Với lại trồng rừng này là bà con là đi tham gia rất là nhiệt tình, chúng tôi đoàn kết họp nhau để đi làm phát rừng này, trồng rừng này và chăm sóc cùng nhau, thấy là rất là hiệu quả. Tham gia mô hình này, mỗi hội viên nông dân không chỉ được trực tiếp trao đổi nhiệm vụ công tác hội mà còn được cùng nhau bảo vệ rừng, được hiểu thêm về ý nghĩa của rừng, từ đó khơi dậy sức mạnh tập thể trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã. Không giữ được rừng như vậy thì sau này rừng mình sẽ không còn nữa, cho nên tôi vẫn phải tham gia để vận động bà con trong cộng đồng cùng nhau phối kết hợp để bảo vệ và giữ lấy rừng để mà tương lai sau này thì nó sẽ được xanh và sạch đẹp hơn trong cái môi trường hàng xóm của mình.
Hiện nay, Hội Nông dân xã An Lưu có 782 hội viên được phân bố thành 4 chi hội. Trong số này có 2 chi hội là H1 và H2. Tham gia thực hiện mô hình làm giàu rừng trên diện tích 20 hectare. Để thực hiện có hiệu quả mô hình này, trước khi thực hiện, Hội Nông dân xã đã họp bàn thống nhất với các hội viên về phương thức thực hiện cũng như việc sử dụng kinh phí. Trên cơ sở đó, việc chăm sóc các diện tích rừng được phân công theo từng nhóm, từng thời gian cụ thể để tránh chồng chéo. Kinh phí được nhận từ mô hình một phần được chia đều cho các hộ trên cơ sở công lao động tham gia thực tế, một phần được trích lại để làm quỹ hoạt động chung cho hội. Phương thức này không chỉ nêu cao vai trò của hội nông dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, mà còn xây dựng được nguồn quỹ duy trì hoạt động công tác hội được hiệu quả hơn. Khâu tuyên truyền vận động thì được bà con nên tham gia trồng rừng này, coi như là mình sang buổi họp sinh hoạt gì đấy thì mình đi thì cũng rất lợi ích. Còn thứ hai thì chương trình nữa được này thì có gây nguồn quỹ cho hội viên, cho chi hội thì có nguồn quỹ thu nhập để cái cho chi hội để có cái nguồn quỹ để làm cái lúc hội họp hoặc sinh hoạt thì nó có nguồn quỹ riêng của bên này thì cũng rất thuận lợi. Còn thuận lợi thứ ba là cái chương trình đấy thì khâu đầu tiên thì tập trung thì để làm cái rừng xanh ấy thì bà con thì rất khấn khởi, tạo ra cái nguồn tham gia động viên nhau. Hát Lưu hiện có hơn 500 hectare rừng tự nhiên phòng hộ. Trong khi đó, xã có tới hơn 700 hộ dân. Nếu chia toàn bộ diện tích rừng trên cho từng hộ cá nhân riêng lẻ quản lý bảo vệ thì rất khó, vì số diện tích trên mỗi hộ gia đình sẽ rất nhỏ lẻ, manh mún. Vì vậy, việc để một tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân đứng ra đại diện nhận làm chủ hợp đồng không chỉ phát huy được hiệu quả cao trong công tác quản lý bảo vệ rừng mà còn nêu cao tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các hội viên nông dân, góp phần để xã duy trì và giữ vững danh hiệu nông thôn mới. Huyện Trạm Tấu hiện có trên 35.000 hectare rừng phòng hộ và được giao khoán cho 56 chủ hợp đồng với 5.815 hộ nhận khoán bảo vệ. Trong số này, hầu hết các hợp đồng nhận khoán được giao cho các chủ hợp đồng là đại diện cho các hộ gia đình cá nhân tại các thôn bản thực hiện. Mô hình nhận khoán bảo vệ rừng của Hội Nông dân xã Hát Lưu không chỉ thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng mà còn thông qua đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác hội, cần được nhân rộng ra các cơ sở hội trên địa bàn huyện. Trong năm 2020, Hội Nông dân huyện đã chủ động chỉ đạo các cấp hội trên địa bàn huyện Trạm Tấu thực hiện hoàn thành các cái chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 đề ra. Trong đó thì có mô hình trồng rừng và bảo vệ rừng tại thôn H1 và H2 xã Hát Lưu, huyện Trạm Tấu. Thì qua cái mô hình này thì tôi thấy là cái hoạt động của cái mô hình này là rất tốt cho các hội viên, hội nông dân. Thì trong năm 2020, hội nông dân huyện đã chỉ đạo hội nông dân xã Hát Lưu thực hiện 20 ha rừng trồng rừng và bảo vệ rừng với cái mật độ là 10.000 cây dè và cây pô mu tại xã Hát Lưu. Thì tôi thấy là hiệu quả của mô hình này là rất tốt, là cũng nên là phát huy được cái phát triển được các cái mô hình này tại các cái bản hoặc là các xã trên địa bàn huyện. Những cách làm mới, cách làm sáng tạo của Hội Nông dân xã Hát Lưu đã góp phần cùng cả huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Mô hình quản lý bảo vệ rừng mà Hội Nông dân xã Hát Lưu đang thực hiện là một cách làm hay cần được nhân rộng để Trạm Tấu hoàn thành nhiệm vụ giữ rừng trong những năm tới. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 8 đến 10 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên và huyện Lục Yên. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ.
Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 14 độ. Chương trình tin tức và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.